trở lại với kênh Điệp xin gửi lời thân thương chào đến quý quý chú bác anh chị em nha, trên mọi miền đất nước nha. Điệp xin gửi lời chào các anh em nghiệp và fan của Điệp nha. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã xem clip và ủng hộ kênh á, Điệp thật cảm ơn rất nhiều nha. Cả nhà thấy gì lạ lạ không? Đó. Nha. Mồi, mồi này Điệp tự chế nó nghe cả nha. Giò nhìn thấy vàng vàng cục cục nó giống quá giống rồi. Anh em comment coi nó giống gì nha em. Ghê không? Đó. Đây, cái này mới ghê nè, mới đầu tư 10 cái nữa. Đó, chưa có khai trương gì hết, mới cắt gâu ria đồ lông lá của nó ngày hôm qua. Rồi hôm nay là chiến. Đó cả nhà. Với ở đây nè. Vòng vòng cũng được 28 cái chẳng. Đó. Giờ mời cả nhà cùng chiến với Điệp nha. Rồi, Điệp ấp máy nha nha. Rồi lên đường thôi nha. Đây, anh em thấy ghê không? Nguyên cái vàng lập rồi thấy không? Đó, giờ Điệp vô đây, đây vô đây nè cả nhà ơi. Điệp thấy có bập dừa nước là còn sẽ có cá bóng à, mà không biết nhiều hay là ít thôi. Thấy không? Lập của Điệp đó, mồi đó với mấy con cua. Đây. Cua nghe nha. Cua đồng. Rồi, là tại vì trời mới mưa á, Điệp mới đậy lại. Rồi giờ đầu tiên á thì Điệp không biết nói gì hơn. Điệp mời cô dì chú bác anh chị em nào có dùng bắp thì dùng bắp với Điệp nha. Điệp mới ghé đi lại cái chợ mua nè. Này là khoai mì. Quá im cả nhà ơi. Thứ gì chịu nổi, mời cả nhà nha. Im à. Có bắp nữa nha. Quá ngon nha. Mưa. Mấy nhà nha. Thịt bò sẽ nhìn ta cừ. Ăn như chưa từng mà được ăn vậy. Rồi giờ Điệp mời cả nhà cùng trải nghiệm nha. Hôm nay em biết đặt cái con kinh này biết có hay không. Chứ con kinh này cũng có chú đẹp. chú đặt. Nhìn cái cười. Rồi thôi giờ mời cả nhà miếng nữa. Rồi ăn rồi mình chiến thôi. Mời nhà nha. Người Việt Nam mà ăn bóc đi cho nó ngon. Thấy con kinh mưa thì cũng im lắm á. Có bập về nước nữa. Mà biết có cá nó hay không. Tại vì nãy chạy ngang á, Điệp cũng có quay cho cả nhà xem á. Nguyên cái vàng lợp nó sẵn 6-70 cái vậy đó. Bập nước im lắm. Rồi, giờ mời cả nhà đi. Với nói chuyện hoài kỳ quá. Ta nhìn. Chuyển thôi nghe nha. Điệp không có quay cái cảnh đặt ha. Khi nào cảnh dở đi rồi Điệp quay cho cả nhà xem. Lập Điệp cũng chưa có dính một miếng nước luôn. Mới mưa xuống vừa rớt và hột. Giờ vô mồi chiến thôi. Không biết tình hình, không biết làm sao ở đây cả nhà ơi. Đặt cái cảnh lạ. Đặt cảnh lạ này mà nói chuyện á, nhiều khi cũng hơi ngại. Làm dấu. Chưa thăm mở hàng cái đầu tiên coi. Ù sâu quá cả nhà ơi. Nè em ơi. Cái đầu tiên coi, gồ không? Có rồi cả nhà ơi. Ôi ôi. Dữ lắm rồi. Ôi ôi. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Nói chung là cái cảnh này cũng nhiều anh em đặt lắm. Đây lợp mới nhìn thấy nó rõ hơn lợp cũ nha cả nha. Đó lên một khúc luôn nè. Đó. Đã quá. 7-8 con cá bóng bự không à. Đó nha. Xin sướng. Rồi. Đây. Đấy rồi. Sâu quá cả nhà ơi. Quá sâu rồi. Ui chạy quá cả nhà ơi. Vô.
là nhỏ nhỏ thôi. Tiếp cái đằng kia đi, quay về, quay cho nhà xem. Gặp mới thì mình quay thì nó đỏ, cũ quay nó hồi tối quá. Cái máy của Điệp nó dính đấy rồi nè, nằm xa 6 con hết nhảy rồi. Đó. Rồi đi tiếp nó nghe cả nha, hai cái hai bên cả nhà, bên đó là cái, bên đây là cái. Quá sâu cả nhà ơi. Cái này cái là chạy dữ dữ rồi ca, cái nhà ơi. Sâu quá cả nhà ơi. Người ta đặt lợp, người ta ngồi trên ghe, người ta dở rồi, Điệp phải lên đi xuống. Tại vì ngồi trên ghe mà đặt nhiều những cái chỗ kia cả nhà, anh em đặt trước hết rồi. Ủa chỗ rớt ngoài hết trơn rồi. Ủa, ba con cái bóng rớt ngoài trơn rồi. Cái này được 4 con rớt ngoài rồi. Rồi thôi đi tiếp nha. Đây rồi anh em đặt trước hết trơn rồi đó. Rồi nên anh em đặt ở ngoài trống. Còn Điệp thì Điệp chen chen vô trong lùm trong gặm tí xíu, đặt cho nó đừng có trùng bến á. Chứ giờ Điệp ngồi bên ngoài mình đặt mình thăm thì nó dễ rồi. Mà đặt lại sợ nó không có. Thôi giờ đi tiếp đi, Điệp quay cho cả nhà xem. Điệp thấy lợp mới ra cả nhà, nó chạy hơn là lợp cũ. Tại vì nó sáng á. Đâu ta? Ừ đằng kia kìa. Lộn rồi kìa, coi cá nhà ơi, lộn bến rồi. Sẵn chén vô đây luôn. Bê hút này, đặt mấy cọ một cái vô đây cái. Cái lợp mới á, hình như là nó sáng lên cá cũng nhiều hơn. Khi nhà cái này. Ừ, cái này. Thôi cái này nó vô, hết trơn rồi lợp luôn rồi. Cái này nó mới giữ nè. Tính ra khoảng 7-8 con có cả nhà. Cái này nè. Điệp dơ giờ gần á, sợ nó văng nước trúng mắt camera nên cả nhà không có thấy rõ cái này nhiều cả nhà. Cái này dữ lắm. Đã thiệt chứ, cái này nè. Rồi, thôi tiếp nha. Cái này là. Nói chung là đặt đó, nói chung là trên bờ hay là dưới sông gì tất cả nha cả nhà, đều anh em đi săn bắt nó nhiều lắm, kẻ qua người lại mà. Nhưng con cá thì ở dưới nước á, bữa này vừa mình đi ăn rồi bữa kia khác nó đi ăn không chừng. Chứ phần nữa do mình làm mồi nữa, mồi nó khác nhau á, nó không có trùng á. Còn mà mình đặt ví dụ như cua hay là còng hay là con bà chằn thì nó cũng vẫn được, nhưng mà sợ đó, nó trùng.
như mấy cái lợp mới này nè, mình quay á thì nó rõ hơn nè. Nha nè, cái này nó mới nhiều nè. À, biết luôn rồi nha cái này. Nó sáng á. Nó sáng á mình thấy nó rõ hơn. Rồi. Quá im ở nhà ơi. Trúng rồi. Thôi bơi đừng Mỹ đằng kia đi rồi điệp thăm nữa. Nói chung điệp thăm dài á, điệp cứ rút ngắn thời gian á thì không có bơi trực tiếp. Cái kinh nhỏ thì điệp đặt hai bên. Còn cái kinh này kinh lớn điệp đặt điệp lựa chỗ. Mũi nó cắn cũng đỡ à. Cắn mỏ xinh rảnh như bắt giới rồi nè. Mũi còn giấu. Ồ cái này nhiều quá nha. Ồ cái này nhiều à. Ồ. Nhà biết con nghe nó nhảy mà. Cái bóng bự. Máy. Gặp cái vàng cũng quen. Nhà. Cái bóng bự. Đó. Sao? Con nào cũng bự hết á. Rồi đi tiếp đi, đi quay cho cả nhà xem ha. Để này lấy về ăn mai mốt là có đi đặt làm giống nữa. Cái này nhiều à. Cái này nhiều cả nhà, 5-6 con gì nè. Mà nó đen quá à, cái lợp đen quá à, nhà ơi. Nhà thấy nhảy không? Đen quá. Rồi thôi đi tiếp đi. Đen quá. Cái lợp đen á. Cái này ngon à, cái này có bụi tre. Tre bó, cô chú bó lại đây giữ mé. Quá sâu. Ý dạ. Chảy cái nhà. Nhà nghe không? Hết biết chảy rồi. Cũng như cái lợp này nè, nhìn thấy nó rõ nè nha. Nhà thấy không? Cặp cá bóng bự mà. Đó, nhà thấy không? Quá trời luôn, đã cả nhà ơi. 5-6 con gì nè. Nó như cái lợp mới thì mình nhìn thấy nó rõ hơn lợp cũ. Mà nhờ mà nó nói rồi nhìn rõ với cái lợp mới nó cũng không có được rõ cho mấy nó nữa cả nhà. Nó lợp chưa? Ra là nó là lý do là mấy cái cây này nè. Mình đang á nó hơi dày quá chứ nó nói là gõ cũng nó cũng không có thấy gõ cho mấy. Nhà chăm chế nha, mai mốt nào đi đặt điệp đi đặt lợp tôm á, điệp mấy quấy điệp đi đặt lợp tôm á nó nhìn thấy gõ. Quá trời, cá bóng bự rồi cả nhà ơi. Na trúng rồi.
quá. Nói chung là phóng xuống phóng 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 lên muốn tuột quần à. Phóng sao người ở trên này mà có quần nó ẩy xong á đội quần luôn á, mà nó biết có quần còn đâu nữa mà đội. Cái này mới nhiều nè cả nhà. Nãy Điệp đặt cái bóng đây có cái cô đó, Điệp kêu thằng cô cho nó trẻ với đáng kêu bằng gì, vì là em của mẹ có hỏi ủa Điệp con ở đâu mà con đi vô đây. Cô nãy cô cũng hỏi con đặt cái bóng tới đây hả. Điệp vô cái cạnh lạ, con cảm ơn cô rồi với anh chị cô dì chú bác anh chị em á, trong thời gian qua đã xem clip và ủng hộ nha, con cảm ơn rất nhiều nha. Cái này cá bóng bự. Cá bóng bự. Cô đó cô nói với cái anh trai nó đặt cái bóng sao cực khổ quá, leo lên leo xuống gì. Chứ cũng hó cũng leo cũng hót buộc dữ lắm đó nha. Nhưng mà đặt cái mà ngồi trên mũi xuồng đồ đặt thì nó dễ, nhưng mà đặt cái đó là ngoài trống. Còn Điệp phải chen vô trong lùm. Đặt ngoài trống giờ anh em đặt nhiều quá. Đó, có bóng bự mà cả nhà. Nó cũng không có thấy rõ nha. Rồi. Rồi tới đằng dầm mương này nữa. Dầm mương đằng này thì Điệp có đặt con cái này nữa nè. Nước dòng này. Phóng lên phóng xuống gì đây cũng ghê lắm nha. Sợ cây á. Cây mà nó thụt cái một thì thôi luôn. Một cái giỏ nằm nơi cái hột nó nằm ngã. Trong này cho gạch trong này đặt cái bóng bự coi nè. Gạch trong này đặt cái bóng bự. Nói chung là hên cả nhà ơi. Bà cậu bả lùa. Hên. Ủa cái này 6-7 con luôn đó nha. Cái bóng bự quá mà cái này tối quá. Nhìn cả nhà nhìn không có thấy rõ đâu. Đó nhảy đó, đó. Thì anh em cũng thông cảm nha. Xem mà nó không được rõ anh em cả nhà đồ á, cô dì chú bác anh chị cũng thông cảm. Tại vì cái lợp này cái cây nó hơi dày với một phần nữa. Thôi đi tiếp đi. Cà lâm mà hay mà nó mà hay mà hay mà. Tiếp nha. Mệt rồi. Mà cái chuyện hay lấp dấp lắm. Điệp đặt ở ngoài sông lớn này 21 cái mà mới có tính cái này luôn là cái 19 nè. 19 cái còn sót 2 cái cả nha. Sót 2 chiếc cá bóng bự. Năm sáu chú gì nè. Cá bóng bự. Nhà thấy không rõ quá. Đó, rồi thôi. Sót 2 cái hồi được quay về trời trở lại. Hồi Điệp quay giờ là kiếm. Còn đặt ở trong này là 8 cái. Là tổng cộng Điệp 28 cái. 21 với đặt ở trong này vậy. À, lộn chứ. 7 cái hay 8 cái trong này nè. Cậy hồi đi thì quay. Già dạ. Quên trước quên sau. Tối ngủ thì không có quên cử. Rồi xấu mình. Nước rồng rồi cả nhà ơi. Giờ vô trong cái kinh nhỏ. Nãy đặt ở ngoài cái sông lớn. Không phải cái sông lớn là cái kinh. Cái kinh lớn, giờ vô trong
con kinh nhỏ. Đâu rồi? Dán lợp nằm trên bờ luôn rồi. Ôi cạn queo rồi. Cái này nằm trên bờ luôn rồi cả nhà ơi. Thiệt mà. Đặt giống lương nằm trên bờ này, đặt giống đặt cá bóng cũng nằm trên bờ luôn rồi. Ôi, còn nước. Còn nước là còn tát. Cuốn hàng. Wow. Được. Cái này mà mở hàng trong đường kinh này ý kiếm mà cả nhà. Dịp ngửa cho sạch đấy. Cái này nhiều nè. Đầu cả chục con nữa trời. Hết biết luôn rồi cả nhà ơi. Nó vô khúc luôn nè. Rồi, thăm cái tiếp theo. Mở hàng ở trong cái đường kinh này. Đấy vậy. Rồi đi bóp máy này ơi. Quay cái này nó bị dướng rồi. Trong này thì đặt 8 cái, mới thăm có 1 cái à. Đâu không biết nữa. Đây nè. Đặt lợp mà đi hỏi khán giả. Đâu rồi không biết nữa. Thua. Đây. Cái này là ngồi trên bờ nó cạn queo rồi. Cá bóng mà nó ra luôn cả nhà. Nó ra mà ra tới cái hôm ngoài luôn đi luôn rồi nè. Ra nằm cái hôm ngoài luôn rồi. Cạn quá. Ngồi. Ra luôn rồi. Dạo cho đã đợi cá bóng nó bay ra luôn rồi. Này được có 2 con à. Con chào bá à. Rồi. Thôi đi tiếp đi. Trời muốn chuyển mưa rồi cả nha. Ông trời cũng làm gầm gầm rồi. Bầu trời hết nắng rồi. Hai con cá bóng. Cái này sâu à. Địch xoay xuống mà được. Ui, cá bóng chạy ra ngoài này luôn. Không phải cá bóng. Ui. Cái nhà biết cái gì không? Cái nhà ơi. Để gửi một cái. Thôi. Con rắn chung. Cái này cá bóng thì thôi nó lên một khúc luôn. Đây nè. Có con rắn chung ở trong này nữa. Cái này mười mấy con cá bóng à. Tại vì Điệp không có đổ ra. Phải Điệp đổ ra cái cho cả nhà xem. Mười mấy con cá bóng á. Nè. Điệp quay về đây không biết cả nhà thấy không à. Đây con còn rắn. Rắn chung nè. Điệp sợ cái con. Không phải là cả nhà nói Điệp cái này cái kia nha. Chứ thật sự Điệp gặp con này. Điệp gắn gì Điệp cũng không sợ chứ. Trời ơi, Điệp gặp cái đuôi của nó ngoe vậy nè, Điệp sợ dữ lắm. Cho nó xuống một cái đi cả nhà. Đó, để cho nó xuống nó xuống một cái đi. Điệp lắc. Động nó cái cho nó xuống một cái đi cho. Ấy, nó chỉ còn gắn chung á là ở đâu đặt chấm thì nó vô thì Điệp tin, chứ đặt mà nó đặt lợp mà nó vô mà nó vô gắn chung rồi thua luôn. Mà cái đường kinh mà đây để Điệp chúc cho cả nhà xem nha. Đây cái này nó mới nhiều nè, cái này dữ lắm cá. Đây cả nhà coi nè nha. Đây một con đó nhà thấy. Điệp lấy mấy con cua ra ăn cái đi. Ủa cái này trúng quá trời trúng cả nhà ơi. Đây. 2 con. 3 con. Điệp lấy mấy con cua ra ăn cái. 4 con, 5 con. Có con 6 con bóng bự quá. 7 con. 8 con. 9 con. 10 con.
11 con, 12 con. Quá, 13 con. 14 con. 15 con. Rồi hết rồi, 15 cá bóng dư nó dưới con gắn. Ôi giời, cái lợp một khúc luôn nè. Nhà nè. Đó. Đặt chấm lương mà vô gắn chung. Ủa vậy ra đặt chấm lương thì vô chung thì mình không nói, còn cái này đặt lợp cá bóng mà vô chung cầu, cái này nặng ghê cả nhà. Cái này khoảng 300-400 gram cá. Đó, biết lên khúc luôn đã thiệt cả nhà nè. Đó, nhà này nè. Đó, biết đã luôn à, tại chỗ này trong này nhìn thấy nó cũng không có đã gì cho mấy. Về nhà đổ ra đi ra ngay nha. Bỏ mấy cái mua cua. Nó ăn sạch mồi của đẹp rồi, còn nè, nó vô nút nè. Ăn cái nhà nè. Vô nút sạch xanh nó hết trơn nè. Nút gì đâu mà mu bọng gì đâu mà nút thấy nó lạnh thiệt chứ. Đẹp mà phải mà nút ba cái mu mà giống gì nó đã. À, đi tiếp đi cả nhà. Tiếp đi, đi quay cả nhà xem ha. Thì thôi vui tí xíu nha, anh em cũng chăm chế ha. Thì khịa mấy lão đồ, chứ là lão dạng, lão kiếm đồ. Gặp cái cảnh này là lão dạng, lão kiếm là đều lắc đầu trốn thôi. Không dám mà xem clip mà không dám bình luận luôn. Sao dám được? Quá trời quá đất ơi. Nó dính gì nè. Cái đó 15 con cả nhà, dưới con cũng như cho nó dưới con gắn nữa. Gắn chung. Gắn chung đó đó mà cả nhà biết không? Gắn chung đó mà mình ấy á, mình xào rau găm á. Mình xào rau găm á hay là mình ăn nó cũng ngon lắm chứ không hay là mình nướng á. Ăn cũng chỉ bệnh nè. À. Không biết chỉ bệnh nhức mỏi hay là xương khớp không biết. Qua trời cá luôn, đặt cái đó, quá trời luôn cái nhà đã thiệt chứ. Trong này đặt 8 cái, mới thăm được có ba cái à. Cái này là cái thứ tư rồi. Ừ, cái bóng nó lên tới đây luôn cả nhà ơi, nó ra. Nó lên cái miệng trên luôn á. Tại cái con nước đứng á, con nước đứng mình nó gồng lại á, mà mình không đi thăm sớm á thì nó chào lên trên miệng trên. Sọt mấy con cua cho nó xuống. Cái này nó có 2-3 con gì à? Ít cả nhà. Ít nên khoe cả nhà cho nó mau. Rồi thôi đi tiếp đi, anh kia đẹp quay. Đẹp bơi cũng hơi xa tí xíu, nó mới tới cái lợp nữa. Trời cũng mưa rồi, giết về nhà mới được. Về nhà trời mưa đang mà lấy cái mình dai ra mình đắp cho nó ấm nó mới được. Còn cái gì bằng? Thứ mà trời mưa ha. Một là anh em tập tụ nhau ha, hú hị nhau ha. Mua rượu đi, bữa nay tao có mồi nè. Rồi đầu anh em bắt đầu nhâm nhi. Đó, không thôi là cái thứ hai. Và mấy anh mà mới lập gia đình về được chừng vài tháng ha. Thì thôi luôn. Trời mưa là làm cái gì? Đây. Ngủ rồi. Mượn cái mình ra đắp rồi. Ấy cái cả. Ấy cái nhà ơi, nhưng mà tối quá. Cá bóng hình như nó ra cái này cũng được 4-5 con mà tối quá cả nhà, quay chắc là không thấy nha. Thì cô dì chú bác cũng thông cảm nha, tại hình nó hồi tối quá, trời chuyện chỉ mưa nghe thì tới rồi. Bây giờ Điệp không có đi săn ong được, mong cả nhà cũng thông cảm. Mưa gió mình đi săn cũng không có mặt, gặp tổ đó mà nó không có mặt mấy cái rồi. Nó chuyện cả nhà nãy giờ biết 4 cái 2 5 mà không biết nhớ rồi. Mấy cái rồi cả nhà, 4 2 5 mà không biết. Đây.
đúng đằng sau cả nhà ơi. Rồi tàu lá đi, cái này sâu dữ vậy, mất tiêu cái lợp rồi. Đây nè, u cạn queo rồi cả nhà ơi, nó lên tới trên bờ luôn, u cái bóng nó lên tới cái hôm trên luôn, quá trời luôn. Phải thăm sớm ngon quá, cả nhà nghe nó nhảy không? Nó biết nhảy rồi, phải thăm sớm ngon quá. Bà cậu cho ăn nhiêu đó, muốn nhiều nữa cũng không. Ồ cái này nhiều nè, tối quá cả nhà. Đó, nhảy đó. Rồi đâu nữa không biết nữa. Rồi, ốp máy cả nhà, đẹp quay đẹp quay lại trong kinh nhỏ quá, cái ghe quay nó không được. Hình như là đẹp thăm 6 cái rồi hay gì cả nhà, trong cái kinh nhỏ nè. Thì đặt cái này là 8 cái. Ở ngoài kia 20 cái. Hồi đẹp tím lại đi lại coi. Cái này sâu cả nhà ơi. Cái này phải xuống nó mới được ngập đầu luôn á. Ui. Nhà nghe không? Quá rồi. Cái này thì thôi luôn. Cái này cũng mười mấy con nữa. Cái này cả nhà, mười mấy con có á. Nè. Nè nè. Hết biết rồi nè. Quá trời luôn cả nhà ơi, cái này mười mấy con nữa. Và thăm bên đây một cái nữa. À, hình như là trong này là được thăm ta 8 cái. Ở ngoài 20 cái. Mà ở ngoài mới thăm 19 thôi nè. À. 8 là 7 hay là 9 gì không biết, đặt hết. Hết nhớ. Thôi đi kiểm lợp lại cái. Trời ơi, cái lợp nằm ở trên khơi luôn. Ui, cái bóng nó ra luôn. Ui, quá trời luôn, cái này chạy cả nhà ơi. Hết biết luôn rồi. Cái lợp nó nằm ở trên khơi luôn á, nó nằm là nửa cái này là nửa cái kia, được xô ra ánh sáng ở ngoài đó đó cả nhà, để quay cho nó rõ, trong này nó hơi tối quá bập lá. Chú được đặt cái bên đó. Ồ, cái này nè, không biết cả nhà thấy rõ không à. Quá im nha. Cái này cũng tính ra cả chục mà cái này có con nhỏ nhỏ. Rồi, thôi để đẹp kiểm lại cái rồi coi hình như là còn sót một cái hay gì đó. Rồi thăm một cái nữa đẹp quay cho nhà xem nha. Biết rồi á. Có một anh trai á, ảnh gì chằn gì thấy công á, ảnh hay nói vụ á. Sư phụ dặn đừng quên con chăm chép. Bởi vì nhớ con chăm chép hoài mà không có nhớ đến mấy cái chiếc lợp đặt cá bóng nữa, quên chỗ nữa. Đặt trong này 9 cái mà nói có 8 cái, tới công chuyện thật chứ. Bây giờ anh nói nhớ con chăm chép quá trời bởi vì mưa cả nhà ơi, mưa rồi. Đây, cùi cái cuối cùng. Cái này, cái cuối cùng cứng quá vậy. Quá. Nhà nghe nhảy không? Ui, cái này mười mấy con nữa nè. Đã thì cả nhà ơi. Nãy có anh trai ảnh đi bắt ong nữa. Ảnh ở người địa phương ở đây nè, ảnh ở ngoài á, ảnh cũng có xem clip của Điệp. Ảnh nói trong này cũng có anh em đặt cá bóng hoài à. Ồ nó vô có một con cá hồng tông bành thật kỳ luôn mà bị mấy con cua ăn hay là cá bóng gì nó ăn. Ồ cái này nhiều à. Đó, em qua nhớ con chăm chép thì nhớ chứ cũng vẫn nhớ cái lợp nó nghe anh trai. Em vẫn nhớ cái lợp nha.
chứ không phải là nó nhớ chùm chép mà quên cái lợp đâu. Rồi đủ 28 cái đó, nhà thấy không, cục này luôn. Chứ này lão dạng dư lão kiếm mà có nước anh nói với cả nhà ha, lão dạng dư lão kiếm ha, có nước mà lắc đầu mà bó tay mà chấm cơm luôn mà trắng thương sọ đít luôn, chứ đừng nói là sọ não. Kẹo lão đó cho mấy lão nó sợ. Rồi mưa tới rồi, cũng hết nước rồi trời, cả nhà ơi đó, còn chút xíu à, tại của ít mà lòng nhiều, mời cả nhà nha. Uống miếng nước rồi về cả nhà ơi. Rồi về để đổ cá bóng ra cho cả nhà xem nha, về chắc đẹp soạn ra riêng 5-6-7 cái gì đó, soạn dồn đi lại á. Không chỉ chút mà về nhà mà chút ra từ cái thì thời gian nó lâu lắm. Rồi. Lợp lên là mừng như má, đi chợ về như vậy đó. Mừng nghe nha, sợ đồng nghiệp mà đi đặt rồi trước mình một hai ngày đó, mình đặt đi lại á, hú hồn à chứ mẹ. Chết bớt luôn á chứ phải chơi. Cái hồng răng như bằng nạo vừa chứ mà một thái cừng. Nhìn bà người ta nhìn quá trời. Rồi về đổ cá bóng đi ra ngay nha. Thì nói chung là đẹp, cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian qua. Ui đồng nghiệp nữa kìa, đây ôi giời ơi, tôi bị nhỏ nhỉ, có chưa có đặt hả, trời ơi giờ cả nhà thấy đấy nha, giờ săn bắt dữ lắm đó. Vì sao mà đặt ở đâu mà ra nữa mà xong vậy, đặt mẹ nó sáng bỏ dở luôn. Gì đặt tới sáng dở hả? Ừ. Con nước nó rồng sát lắm, anh đặt kiểu đó là chuột tối nó cắn. Cắn không? Cắn à. Ghê vậy. Mẹ bỏ nè. Trời ơi. Làm vậy? Đặt lợp nữa nè. Lợp nè. Ủa? Trời ơi. Cắn cái bà nội. Vậy đó hả? Cả nhà đó cả nhà. Thì có tình hướng này đẹp quay cho nó vui tí xíu này nha. Đó, anh đặt xuống sâu nè. Anh đặt biệt mị ngoài này luôn. Mạnh dữ trời. Thôi giờ đi về cả nhà ơi. Rồi mới đặt hả, có thăm dạo nào chưa? Mới đặt. Dạ. Yeah. Trời ghê quá. Rồi thôi về đổ cá bóng ra. Giờ mày đi dở về vậy đó. Dạ, chắc này em mới đi dở về. Có không? Cũng được chừng một mới gì nè, mà không biết nhiều hay là ít mà. Dạ. À. Rồi đi về nghe nha. Rồi lên thôi cả nhà ơi, lên tới nhà cô đẹp rồi. Ông anh ông đi đặt chấm rồi, nó quá ta mắc hết chiếc vỏ rồi, chắc ông anh thứ ba, người anh thứ ba cô đẹp á, anh ruột nha, chắc anh đi đặt chấm rồi. Rồi giờ mình lên mình đổ cá bóng ra coi thành quả làm sao đây. Rồi đẹp cũng mới về tới là cả nhà ơi, nè em cầm máy nè để anh đổ ra. Lợp chút ra trơn rồi, đẹp kỳ đẹp rửa đi lại rồi nha cả nha. Rồi giờ đổ mấy cái này đi ra nè, dồn lại là bốn cái. Ừ. 4 cái hồi kiếm cái thao nào đó căng coi, đổ vô đây đi hồi xớt ra. Wow, nó nhảy rồi ta, nhảy à? Phải biết sao giờ, ngồi xuống em đây. Đó, đảo rồi nè, dồn đi lại rồi, điệp dồn đi lại đặng mà mấy cái kia ấy. Thôi rồi lựa một mớ cá bóng nhỏ thả luôn. Quá im, phải đặt cái mà nó vô được bao nhiêu đây ha. Lão dạng lão kiếm mới sợ, mà không đặt bao nhiêu đây nó không cần vô bao nhiêu đó lão kiếm lão dạng cũng sợ rồi. Các anh em đồ thấy ủng hộ cho đẹp nha. Cái dưới này nè, cá bự không?
Cá con nào lấy mà tợi. Nè, biết không nè. Đó. Cá này trời, con nào đang lấy hết biết không nha. Đó, cá bóng á. Quá wow, này vô à. Ở đây nè. Thấy cái lợp không? Thấy. Cứ nhặt ý cái gì? Trời ơi, hú hồn gì á? Má ơi. Bà khía. Trời đất thiệt chứ. Vậy tôi đổ xong rồi đổ hoài đổ nó mà nó không ra. Thôi cái đó anh để trong đó không đi thấy ghê quá. Ôi ơi. Trời ơi. Gặp con này bựa dữ lắm. Để ấn ấn nó dữ lắm. Ra ra ra. Ui. Ui đó. Nằm đi cưng. Nó bò ra. Rồi rồi từ từ đi. Còn cái nữa nha ơi. Thì gặp con đó bựa lên. Cho mày vô cái thau bự đi. Ngắn chung quá trời này chúng rồi. Quá trời nhà ơi. Đó, con dao về. Dao về. Bạn của Điệp về. Nó thì tên giàu còn Điệp thì tên nghèo. Quá trời nè. Cua phần cua Điệp lấy lại nãy nha. Đó, cua còn mà bắt ăn. Quá trời bữa nay. Vô. Đổ vô thằng nhỏ căng. Hả? Đổ vô thằng nhỏ căng. Dạ, mấy cái lật qua bên đây. Ồ, cá này bự không trời. Ừ. Cá rồi. Coi coi cái căng nó ngay không? Rồi. Hơi chị. Cởi. Cái con thắng bò kìa. Ê má ơi, nó bò rồi. Ừ. Ông thầy luôn rưỡi á. Hả? Để cái thao lên coi nhiêu. Bỏ gắn chung này cho nó vô đây đi. Nó bóc mình ngang bữa đó. Tao bựa vô dữ lắm á. Cái thao này nửa ký lô quá. Nửa ký đúng. Hả? Nửa ký lô đúng. Hơn chút xíu. Rồi. Xíu mà. Được rồi. Hơn nửa ký lô tính như ấy đi hồi trừ hao. Rồi. Đó, này vô à. Nhảy dữ lắm à. Quá rồi. Nhảy. Từ từ. Cái bóng này phải làm nhẹ. Hồi lượn một mới ra cả. Nhảy ha cưng. Lượn mới cái bóng nhỏ thả. Quá trời luôn rồi. Ui nhảy dữ như vậy. Quay đi. Nè. Rồi lên nhiêu đây. Nhảy ha cưng. Khoan để đó anh. Để nó nhảy để đó anh. Ây da. 3 kg lông mấy? 3 kg ba hơn. 3 kg 50. 3 kg 50. Mà tính như 3 kg 3 đi trừ cái thao. Ba như trừ nhờ áp bát sát một tí xíu nữa cho nó được cận. Cận cảnh. Đó. Cái thao nhiêu? Thao này nửa kg. 3 kg 3 còn kg 8. Rồi kg 8. Ủa 2 kg 8. 2 kg 8, nặng nó 1 kg 8. Nhiêu? 2 kg 8. 2 kg 8 hả? 2 kg 8. Quá rồi cả nhà ơi, này nha. Ôi, hết biết luôn rồi. 2 kg 8 cá bóng hả? Quá trời. 3 kg 3 trừ nửa ký còn 2 kg 8 giống như là trừ hơn nửa ký vậy đó. Tại vì 3 kg 3 50 lắm. Quá trời luôn rồi. Đúng. Đúng rồi. Còn đó 100 g à. Hả? Con đó 100 g. Không đâu. Con 1 tử nhiêu? Cá bóng này. Nửa 5 gì? 5 mấy à? 100 g mà nửa 100 g. Là nhiêu? 50 g. 50 g đúng rồi. Để một mớ cá bóng bự rồi. Anh em mình xem nè. Quá trời luôn à. Gần hồi Điệp lựa cá bóng nhỏ ở đâu rồi Điệp thả. Không biết rồi. Đó, quá trời lựa bóng bự qua đây nó nhảy cả nhà ơi. Mà nói với chung cá bóng cũng con cá bự nó không cả nhà. Nè. Nào nó chà bá mà cũng như là cái con cá lóc con vậy đó. Sẽ xác được tí xíu. Rồi dưới im máy. Rồi đây. Đang hồi anh lượm một mớ ca kia ấy nè cả nhà. Cá bóng con mình luôn rồi. Nè. Đã không? Con 50 g. Cũng có một số cá nhỏ nè hồi rồi để Điệp lựa ra đi ra rồi Điệp thả cả nhà. Điệp lượm một mớ ca nhỏ ra cá hả?
cái bóng này, cái này là con bự đó nha. Nãy giờ Điệp lựa đi ra cũng một mớ nè, mớ cá nhỏ lên đây nè, cũng khoảng được 200-300 gram cá nhỏ gì nè. Có khoảng nói chung là cũng được mới nha. Cái này là hết cá nhỏ rồi. Hết rồi, cá bự không à. Ừ. Cũng được mớ cả nhà ơi. Rồi bây giờ phần cá nhỏ này Điệp thả nó nghe cả nhà. Nói chung mình bắt Điệp bắt thì Điệp làm đi theo video của Điệp đó là phải cho nó được sinh sản là lớn. Anh em nào cũng ủng hộ Điệp thì Điệp thành thật cảm ơn rất nhiều. Thả ở dưới bến của Điệp nha. Xong rồi. Đó. Thì con cá nó sống ở dưới nước nhưng mà Điệp cứ thả là cho nó xuống nước thôi. Đó. Sống hết à. Ừ. Cá bóng rồi. Giờ thì phần này Điệp để rửa ghe đồ nữa. Giờ Điệp gửi lời chi ăn á, chúc đến quý cô dì chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước có mùa tối xem Điệp Điệp luôn giả và hạnh phúc nha. Cả nhà cũng đừng quên để cho Điệp xin một like. Điệp thành thật cảm ơn quý cô dì chú bác anh chị em trong suốt thời gian qua rất nhiều lắm nha. Video nó hơi mờ nó quá nha, tối quá. Nó dính nước cái máy cam nha, dính nước máy cam tí xíu rồi. Rồi giờ Điệp nói là chia tay. Điệp hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Nói chung là cũng đặt được thả đi rồi cũng được cái như phần như 2,5 kg cá bóng. Cũng như anh em dòng họ đồ của Điệp cho ngự mớ đồ ăn à, chứ không có bán chắc gì trơn á. Thì gia đình hôm nay cũng đi đến chơi cũng đông. Rồi giờ Điệp bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Điệp bye bye cả nhà.